Anh chị em đã tình thương mến thương đến tham dự thật là đông vui đêm thứ hai và birthday của Lancy thật là vui, và thân mình cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Đồng thời thân mình xin giới thiệu cho tuần tới là cũng là ngày after 24 thì mình có thể định mặt trước. Xin lỗi, mình sẽ mặc pre-24 để các anh chị em có một mùa lễ 24 thật là vui. Điều. Xin cảm ơn anh chị em. Biểu tượng lá cờ Mỹ á, bắt đầu biểu tượng cái lá cờ Mỹ. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em ở đây. Cảm ơn Thanh Bình, cảm ơn anh Cường, cảm ơn Dung, cảm ơn anh Minh, cảm ơn người đẹp kia kìa, người đẹp trang lên. Người đẹp trang lên, người đẹp chính. Nhất là anh là cô bé gọi lên. Chính xác. Anh Duy Nhật. Rồi Jimmy. Anh Cảnh nè. Rồi anh luật sư. Một. Ok, thank you very much. I happy for my birthday today. Thank you. Thank you very much. Bye bye. See you next year. Yeah, happy birthday. Làm sinh nhật và giống như lên xì thì cứ liên lạc với anh mình. Anh mình sẵn sàng phục vụ tới thật là vui đông. Tới nơi tới chốn.